Xin chào các bạn quay lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay chúng ta có một bài hướng dẫn nhỏ trong InDesign. Trên màn hình các bạn thấy đây là một trang báo và tôi đã thiết kế sẵn với phần nội dung là test giả. Thì với cấu trúc cái trang báo này, chúng ta chuyển qua chế độ design ha, các bạn sẽ thấy nó được chia làm 3 cột. Một cột bên tay phải là chứa các dạng tin vắn, hai cột bên tay trái và phần phía trên là một cái tin dài hơn, và cũng như vậy, phần phía dưới thì sẽ chứa một cái tin ngắn hơn. Chúng ta quay về chế độ review để các bạn nhìn cái sản phẩm của mình trở nên tốt hơn. Thì các bạn để phân chia cái nội dung của phần tin vắn bên tay phải và những tin khác nằm bên tay trái. Thông thường chúng ta sẽ sử dụng một cái đường thẳng từ trên xuống dưới, tức là từ trên đầu cột xuống bên dưới cột, các bạn chia để các bạn tách hẳn ra những phần nội dung về tin vắn, những phần nội dung và các dạng tin lớn hơn để cho người đọc có một cái trải nghiệm đọc được tốt hơn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ nói về cái cách thực hiện như vậy. Chúng ta qua một cái file chưa thực hiện. Cách làm đơn giản nhất thì các bạn sử dụng công cụ Line và các bạn vẽ một đường thẳng từ lề trên, tức là top margin, và bạn vẽ xuống lề bottom, tức là bottom margin. Rồi sau đó bạn chọn lại cái line thẳng các bạn vẽ. Các bạn set lại cho nó cái độ dày của cái đường chalk là 0,25 point, và các bạn có thể phóng lớn lên. Các bạn di chuyển làm sao cho nó cái đường thẳng các bạn mới vừa vẽ nó nằm giữa hai cột, nó nằm trong cái phần raster, nằm trong phần raster giữa hai cột là được. Đó là cái cách thông thường mà các bạn chúng ta thường làm. Bây giờ tôi chuyển sang chế độ review cho các bạn thấy đây là kết quả cuối cùng để các bạn có thể làm. Nhưng nếu mà bạn sử dụng InDesign từ version CC 2018 trở về sau thì các bạn có thể không cần làm cách vẽ này, mà chúng ta có thể sử dụng tự động luôn. Chúng ta sẽ có một phần nằm ở bên trong một cái thuộc tính của Parastyle. Tôi quay về lại công cụ Selection, chọn lại cái test frame này. Thì các bạn thấy là cái test frame tin vắn tôi đã tạo sẵn một cái Parastyle tên là Short News, và chúng ta sẽ edit nó bằng cách nhấn phải chuột nè, vào Edit Short News. Trong đây các bạn thấy nó có một cái thuộc tính về Parastyle chỉ có từ bản InDesign CC 2018 trở về sau thôi. Trước đây thì không có. Bạn thấy đây là Para Border, tướng cho và Para Border. Các bạn check vô trong cái phần Border để bạn on cái chức năng nó lên. Và các bạn nhớ bạn nhấn vào nút Review ở đây để bạn thấy kết quả. Và khi bạn chọn Para Border và bạn check on lên, lúc này mặc định thì các bạn sẽ thấy rằng nó sẽ cho phép bạn set cái đường border xung quanh cái paragraph của chúng ta. Nó có set cho top nè, ở trên, left bên trái, bottom bên dưới và right là bên phải. Tức là bạn có một cái khung viền bọc hết toàn bộ những cái tag mà đã được gắn cái paragraph style này. Và bây giờ chúng ta chỉ cần cái paragraph style bên trái thôi, nên cái phần button bạn sẽ set là không, top bạn set là không, và right bạn set là không, và chúng ta chỉ lấy phần left thôi. Bạn thấy phần left nó nằm ở trên đây, và cũng tương tự giống như cái hồi nãy chúng ta vẽ một cái đường line thẳng 0,25 point và tôi chọn sẽ là 0,25 point rồi ha. Bạn thấy nó hơi mảnh và nó nằm sát trên cái đường bounding box của cái test frame này. Chúng ta di chuyển xuống phần bên dưới, ở đây các bạn có phần offset. Thì ở đây trong cái para style này tôi đã set cái raster, tức là khoảng cách của các cột sẽ là 12 point rồi. Nên bây giờ di chuyển cái border plate vào giữa chỗ này thì chúng ta chỉ cần là chia đôi là 6 point ha. Và các bạn bỏ cái đường link ngay chỗ offset này, bỏ đi và chúng ta sẽ chọn là 6 point. Rồi bạn thấy nó sẽ về vào đúng 6 point. Và ở đây để cho nó sát lên trên cái test frame ở đây và top tôi sẽ chọn tiếp là 6 point, và button tôi sẽ chọn tiếp là 6 point. Rồi, ok. Xong. Thì bạn thấy kết quả cuối cùng nó sẽ ra là như vậy. Thì ở đây bạn không cần phải vẽ một cái line nữa mà nó nằm trong phần thuộc tính của Parastyle. Vậy thì nó có gì tiện lợi cho các bạn? Cái điều tiện lợi của nó, giả sử như cái khối tin vắn này là bạn cần phải copy hoặc là bạn cần phải di chuyển qua một cái trang khác để bạn cần phải sort trang, các bạn cần phải sắp xếp cái nội dung vào những cái trang khác, thì bạn chỉ việc select cái test frame này thì
cái line này nó sẽ tự động nó sẽ đi theo mà các bạn không cần phải select quá nhiều, bạn group lại. Thì chức năng này từ bản CC 2018 và nó rất là tiện cho các bạn khi các bạn làm việc với InDesign. Đây là phần hướng dẫn nhỏ về InDesign của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip sau. Thân ái, chào tạm biệt.